Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua Người Việt trong tuần kỳ này. Và hôm nay thì chúng tôi lại có cơ hội gặp gỡ một vài nhân vật mà chắc là quý vị đã từng biết, từng nghe và từng thấy trong cuộc sinh hoạt của quý vị ở tại quận Cam. Việc trước tiên chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị giáo sư Dương Đại Hải, một trong những người mà chắc là cộng đồng người Việt chúng ta đã biết rất nhiều. Ông cũng là một trong những người trong giới truyền thông với chúng tôi. Và bên cạnh ông là ông luật sư tiến sĩ Đỗ Đức Hậu, là một trong những vị luật sư có thể nói hành nghề ở tại quận Cam giống như tại Việt Nam rất nhiều. Ông đã có một cái quá trình liên hệ đến với ngành luật pháp ở những nước như là Anh, Pháp và Việt Nam cũng giống như tại Hoa Kỳ. Đó là một trong những cái chương trình đặc biệt về vấn đề người Việt của chúng ta trong tuần. Xin được gửi lời chào đến giáo sư Dương Đại Hải, luật sư Đỗ Đức Hậu. Quý vị lần đầu tiên đến với chúng tôi, rất vinh dự để đón tiếp quý vị ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả của hệ thống truyền hình SAT và xin chào ông Đoàn Trọng và luật sư Đỗ Đức Hậu. Xin chào anh Đoàn Trọng và ký giả của VBS. Xin lỗi. Của SET, SCT. Vâng, kính thưa quý vị, chắc là quý vị sẽ thấy đây là ngạc nhiên lần đầu tiên giáo sư Dương Đại Hải và luật sư Đỗ Đức Hậu có mặt trong chương trình của chúng tôi. Vì chúng tôi nghĩ rằng đây là một trong những sự kiện trong tuần mà quý vị cần biết đến. Chắc quý vị biết chẳng còn bao lâu nữa một cái cuộc tranh cử để đưa đến một cái chức vụ mà có thể nói gần gũi và mật thiết cũng giống như luôn luôn tạo những cái điều kiện tốt cho cộng đồng người Việt của chúng ta, tiếng nói của chúng ta được lan rộng ở trong quận Cam. Kính thưa quý vị, đó là giám sát viên địa hạt 1, nơi mà có số lượng người Việt Nam chúng ta sinh sống đông hơn ở tất cả những quận hạt nào ở trên ở Hoa Kỳ này, chứ không nói riêng gì ở tại tiểu bang California. Và một trong những người mà theo những sự hiểu biết của chúng tôi sẽ là ứng cử viên, kính thưa quý vị, đó là ông giáo sư Dương Đại Hải, và cũng là lý do chính hôm nay chúng tôi mời ông lên đây để chia sẻ với khán thính giả. Có phải đúng như vậy không, thưa giáo sư? Dạ, thưa quý vị khán thính giả, chính xác như lời ông Đoàn Trọng vừa nói. Dạ vâng. Vâng, cũng giống như là luật sư Đỗ Đức Hậu là một trong những người ít khi mà có thể nói lên tiếng nói trong cộng đồng, như hôm nay chắc là ông cũng có mặt ở đây, và trong chốc lát thì quý vị sẽ theo dõi và biết được tất cả những cái quan điểm lập trường của ông luật sư Đỗ Đức Hậu như thế nào trong cái cuộc đua sắp tới. Thế thưa giáo sư Dương Đại Hải, hôm nay thì chính thức ba mặt một lời, ông có thể cho khán thính giả chúng tôi biết, cư dân quận Cam biết và mọi người Việt ở trên Hoa Kỳ biết, cũng giống như người Việt khắp thế giới tại Việt Nam đã biết, ông sẽ ra tranh cử chức vụ giám sát viên địa hạt 1 trong những ngày tháng tới đây không, thưa ông giáo sư? Vâng, thưa ông Trọng và kính thưa quý vị khán thính giả. Chắc quý vị theo dõi truyền hình lâu nay, quý vị thấy những cái băng tần như là 57.6 rồi 57.16. Có rất nhiều chương trình về bầu cử của Dương Đại Hải. Và quý vị đã có một cái giấy thư mời chúng tôi gửi và đăng trên báo chí như báo Viễn Đông, nói về vấn đề cái bữa tiệc gây quỹ của chúng tôi sẽ được diễn ra vào ngày Chủ nhật này, mùng 1 tháng 10, tại nhà hàng Paracelsus Food. Và đó là một nói cơ hội để chúng ta cùng hàn huyên và tâm sự bằng xương bằng thịt để nói rõ cái lập trường tranh đấu, tại sao chúng tôi ra tranh cử. Và hôm nay chúng tôi được hân hạnh ông Đoàn Trọng của hệ thống truyền hình SET mời lên đây để mà tâm tình cùng quý vị, thưa ông. Vâng, cảm ơn giáo sư Dương Đại Hải. Kính thưa quý vị, đó là rõ ràng ba mặt một lời, và không còn do dự gì nữa, ông giáo sư Dương Đại Hải sẽ có mặt trong cái cuộc tranh cử vào chức vụ giám sát viên địa hạt 1. Thế thì khi ông đưa ra một cái quyết định như vậy thì ông cho tôi có một cái câu hỏi rất là đơn giản thôi. Bao nhiêu năm tháng ông gần gũi ở đây, bao nhiêu năm tháng ông sinh hoạt ở đây, có thể nói là ông là một cái nhân vật nhiều người biết đến qua những cái cuộc tranh cử của ông cựu Tổng thống Donald Trump. Ông là một trong những người luôn luôn mà có thể nói là ông là người ủng hộ ông Trump rất tuyệt đối. Rồi có thể nói một trong những cái người mà là những người di cư vào Nam năm 1954 đều biết đến là cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông cũng là những người sát cánh với những cái gọi là cái công cuộc tranh đấu, đấu tranh cho những cái nhân vật đó. Thế thì bao lâu rồi tại sao ông không bao giờ ra ứng cử một cái chức vụ dân cử gì, đùng một cái giáo sư Dương Đại Hải trở thành giám sát viên địa hạt 1? Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên. Sau cái sân khấu chính trị này có cái sự gì để ông quyết định ra tranh cử cái chức vụ này không, thưa ông giáo sư? Chắc quý vị nghe ông Đoàn Trọng nói rất là ngạc nhiên phải không? Rất nhiều người điện thoại cho Dương Đại Hải cùng với cái quan điểm của ông Đoàn Trọng, là tại sao cho những cuộc đời ở đây, chúng tôi đã ở đây khoảng 50 năm rồi, tôi đến Hoa Kỳ trước năm 75. Thế thì quý vị thấy rằng là cái đường lối tranh đấu lâu nay, chúng tôi đã cách đây 30 năm chúng tôi có ra tranh cử một lần, là cái cộng đồng người Việt ở đây.
Và sau cái kỳ cộng đồng người Việt đó, anh em chúng tôi thấy rằng là để cho tuổi trẻ họ có cơ hội, họ thi thố tài năng, rồi chúng ta hãy ngồi để xem và giúp đỡ ý kiến. Cho nên mấy chục năm nay tôi chỉ lo vấn đề truyền thông. Và trong cái đường lối truyền thông, mục đích của chúng tôi đem về sự thật và nói những cái gì mà có lợi cho cộng đồng, cho quê hương và dân tộc. Cho nên ông Đoàn Trọng có bàn đến cái vấn đề tôi ủng hộ Donald Trump. Đối với Việt Nam, tôi ủng hộ cái chính sách về văn hóa của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cho nên chúng tôi đã từng lập ra cái trung tâm văn hóa Ngô Đình Diệm. Bởi vì trong 9 năm, chúng ta phải ngược dòng lịch sử một tí. Việt Nam mình có trên 100 năm đô hộ của Tây, mà nó chỉ mở được có một đại học. Mà Ngô Đình Diệm với 9 năm đã mở đến 14 đại học. Ngày xưa, thời Pháp thuộc, ở những vùng hẻo lánh, chúng ta không có được một trường tiểu học, chứ đừng nói đến trung học. Nhưng mà khi Ngô Đình Diệm làm 9 năm, thì mỗi một quận có một trường trung học. Tôi đã từng về thanh tra tỉnh Quảng Nam, thì tôi đưa cái câu chuyện Quảng Nam điển hình cho quý vị. Quảng Nam có 9 quận, thì trong đó không có một quận là có một trường. Cho nên cái nền văn hóa tuyệt vời và tôi ủng hộ chính sách đó. Còn Donald Trump là một con người lo vấn đề kinh tế. Tôi bao giờ cũng lo vấn đề cơm áo gạo tiền của người dân. Tôi chỉ nghĩ làm sao cho người dân có một đời sống bảo đảm về kinh tế và thoải mái về vấn đề tâm hồn. Thế thì ông Đoàn Trọng nhắc rất đúng. Donald Trump là một con người rất thành công trong 4 năm làm Tổng thống của Hoa Kỳ. Lạm phát còn khoảng 1.5. Thất nghiệp thấp nhất trong vòng 40 năm. Ngoại quốc phải bỏ tiền để nuôi Hoa Kỳ. Chưa có một quốc gia nào mà nghĩ đến lính của Mỹ là cứ lính đánh thuê. Kể từ đề nghị thiết chế năm 1945 cho đến hôm nay, chỉ có Donald Trump mới có thể phải nói rằng buộc các cái quốc gia sở tại phải bỏ tiền để nuôi lính Mỹ. Mà ngày xưa có nhiều cái người tranh đấu họ lợi dụng, họ bảo rằng là Mỹ xâm lăng của Việt Nam là một đế quốc, cho nên chúng ta cần phải chống Mỹ cứu nước. Nhưng mà đấy là một quan niệm sai lầm. Hôm nay Pháp vẫn phải bỏ tiền nuôi lính Mỹ ở Pháp. Quý vị biết Đức là một quốc gia giàu nhất Âu Châu, phải bỏ ra 12 tỷ đô la mỗi năm nuôi 38.000 quân của Hoa Kỳ ở Đức. Rồi Ý Đại Lợi vẫn còn phải nuôi quân Mỹ ở Genoa. Đại Hàn phải nuôi 38.000 quân Mỹ ở vị tuyến 38. Nhật Bản giàu có như vậy, nuôi đến 45.000 quân Mỹ, mỗi một năm bỏ ra hàng chục tỷ. Có nghĩa là 4 năm Tổng thống Donald Trump đem lại cho nước Mỹ trên 100 tỷ đô la vấn đề nuôi quân. Và Hoa Kỳ đã phạt tổng cộng 25% trên tổng số 800 tỷ đô la hàng hóa đem về nước Mỹ cũng hàng trăm tỷ đô la. Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ. Dạ, thưa ông Đoàn Trọng. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị nghe những cái lời trình bày của ứng cử viên Dương Đại Hải cho chức vụ giám sát viên địa hạt 1. Cảm ơn giáo sư Dương Đại Hải. Dạ. Nhưng bây giờ hôm nay thì chúng tôi lại có thấy có sự có mặt của một trong những người cũng rất là có thể nói rằng là rất làm cho người ta quan tâm đến nhiều. Kính thưa quý vị, đó là luật sư tiến sĩ Đỗ Đức Hậu. Chúng tôi sẽ trình bày với quý vị trong ở phần 2 tại sao luật sư Đỗ Đức Hậu lại là một những người sát cánh với giáo sư Dương Đại Hải trong cuộc gọi là vận động tranh cử này. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Người Việt trong tuần và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Cảm ơn chào. Cao nguyên Gumtang, Hàn Quốc. Vùng đất đã từ lâu với những huyền thoại về nhân sanh từ 1.500 năm về trước. Là ý của trời, sức mạnh của đất, lòng thành của con người. Thiên, địa, nhân, tất cả đã hợp lại thành vua của các loài thảo mộc. Đó là Gumtang nhân sâm, có chất lượng hàng đầu thế giới. FEC International Home Shopping đã cho ra đời những sản phẩm nhân sâm, đặc biệt là dòng sản phẩm hắc sâm thượng hạng như sâm nước cô đặc, hắc sâm lát, hắc sâm linh chi viên, cao hắc sâm linh chi, trà rễ sâm, kẹo hắc sâm sugar free. Đặc biệt, Vinat Ginseng, chìa khóa tìm lại tuổi xuân dành cho phụ nữ. Để biết thêm chi tiết hoặc làm đại lý phân phối, xin gọi 714-868-6868.
Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Người Việt trong tuần. Như chúng tôi đã trình bày lúc ban nãy, luật sư Đỗ Đức Hậu. Ông là một trong những người đã gắn liền với ngành luật, với cái chức vụ của ông là một luật sư có mặt ở những cái tòa tiểu hình, đại hình, rồi ở Việt Nam, rồi đến Anh, đến Pháp, rồi đến Hoa Kỳ nữa. Thế thì tiến trình cả một cuộc đời của ông như vậy gắn liền với bao nhiêu cái công việc tại tòa án. Hôm nay thì tôi thấy ông lại đi kề kề bên ông giáo sư Dương Đại Hải, không phải kề kề để làm gì, để mà lúc nào ông có té nữa ông Dương Đại Hải đỡ ông. Vâng, thưa ông Đỗ Đức Hậu, thưa luật sư Đỗ Đức Hậu, ông gạt bỏ hết tất cả những cái cuộc sống gọi là tranh giành giành giật nhau ở những cái chức vụ mà đua tranh ngoài đời. Và thế tại sao lần này ông lại có thể nói là coi như chạy một cuộc đua 100 thước cùng với ông Dương Đại Hải, giúp cho ông Dương Đại Hải để vào cái chức vụ giám sát viên này, thưa, vì sao, lý do gì vậy thưa ông? Thứ nhất là bây giờ tôi thấy là tôi tuổi thì cao, tuy nhiên cái tinh thần tôi thấy không thể nói là cao rồi, tinh thần là cao nhưng mà cao trong cái vấn đề trẻ, trẻ trung. Tôi đã phục vụ ngành ngoại giao từ khi còn trẻ, vừa đỗ tất cả bằng cấp xong, cử nhân, gần đến tiến sĩ hay cao học. Thì sau đó tôi ngoại giao và ngoại giao, tôi xin chỉ thay đổi một chút xíu là tôi có làm đầu tiên là ở bên Anh Quốc. Xong đó về đi lính, thời gian ngắn thôi, xong đó sang Nhật Bản. Sau về làm phủ tổng thống, rồi về trở về làm nghiên loại khó đại sứ ở bên Phi Luật Tân. Thành ra tất cả những cái viện sở lớn quan trọng tôi đã qua rồi. Tất cả những cái đó tôi học hỏi được cái vấn đề tất cả đối ngoại rất nhiều. Tôi đã từng gặp được bắt tay bà Hoàng Anh Quốc, Elizabeth. Tôi đã được gặp ông tổng thống Marcos, nhảy đầm với bà Marcos. Tôi đã từng nói chuyện với ông Marcos. Tôi đã từng được vua Nhật Bản mời đi câu cá chung với ngoại giao đoàn. Và vì Việt Tân, tôi có dịp gắn huy chương cho ông tham mưu trưởng quân đội Đại Hàn tại Việt Nam. Nên tất cả những vụ đó tôi biết. Cái đối ngoại của tôi thì tôi nói là ít người được như tôi, may mắn như tôi. Tuy nhiên sau khi sang đây mình thấy là thôi, đời mình cũng như vậy, là coi như là không phải là chấm dứt nhưng mà là bắt đầu lại trở lại. Thì tôi đã cố gắng học luật lại và có thời gian suy tư, suy nghĩ. Sau một thời gian rất lâu, gần mấy chục năm rồi, tôi thấy cái cộng đồng Việt Nam, cái đối ngoại của tôi nó học hỏi nhiều, tôi rất kỹ, và tôi thấy là càng ngày nó càng không nói là suy đồi nhưng mà nó càng khó khăn ra, nó gặp trở ngại ra. Và nhất là cái đó bên kia cộng sản lúc nào nó cũng không tha mình, cố gắng nó chen lên lỏi vào tất cả mình. Thành ra tôi đã biết qua rất nhiều chuyện về nước nội bây giờ, thành ra tôi thấy là bị gặp trở ngại. Thì tôi nhớ lại cái thời kỳ mà tôi ở bên Anh Quốc đầu tiên, thì ông thủ tướng Anthony Eden, ông đã ra một cái slogan, một cái chỉ thấy đối tượng là Wind of Change, gió đổi chiều. Và từ đó tôi vẫn suy nghĩ ở ngày hay quá, và đúng là thắng cử trong vụ đó. Thì tôi sau khi tất cả mọi cái tôi vẫn thấy nói là đến có hay thì bây giờ lúc mình phải đổi chiều đó, đừng có để cho tất cả những cái sự xung xê này kia cái nọ lộn xộn về tài năng, về tài chính và tất cả những cái sự và chạm những sự mà tham nhũng này kia cái nọ ảnh hưởng vào cái cộng đồng của mình chỉ còn có một cộng đồng ở đây. Thành ra vì thế mà chúng tôi đã cố gắng liên lạc với anh Hải, vâng, và đã đề nghị anh nên ra đi, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cho anh. Xin làm cộng tác viên và giúp đỡ anh tất cả những kinh nghiệm của tôi với tuổi tác của tôi. Vâng. Thưa luật sư, tôi xin hỏi cô rất ngắn thôi và chắc là ông cũng có một câu trả lời có lẽ không có dài dòng gì để cho khán giả chúng tôi dễ hiểu nè. Thế thì tại sao ông gọi ông Trần Thế Văn, tại sao ông gọi bà Rất Nguyễn, với gọi những cái người mà đã từng gắn liền danh cử ở đây mà lại đi gọi ông giáo sư Trương Đại Hải, đứng gần bên ông giáo sư Trương Đại Hải? Thì tôi nói ngay là tôi là một người học luật thì có hai cái chữ mà tôi nhớ hoài. Thứ nhất là luật, vấn đề luật pháp, pháp lý. Cái điểm thứ hai mà rất quan trọng hơn nữa là vấn đề hợp lý. Tôi thấy ông Thế Văn là một luật sư, ông ăn đi đũa là một luật sư, cũng là luật sư như tôi cả. Nhưng mà họ nhiều khi trong cái hành động của họ có nhiều điểm mà tôi không đồng ý và tôi thấy không hợp lý. Do đó không đồng ý rồi mà luật sư còn thêm một cái chữ hợp lý nữa, đó là quan trọng. Vậy thì đó tôi mới thấy là cần phải thay đổi một chút xíu. Vâng. Và chút xíu có thể nhiều nữa. Thì bây giờ giai đoạn này là giai đoạn tôi thích hợp nhất để mình cần thay đổi.
và kiếm cái gì hợp lý trong vấn đề bầu cử này. Vâng, kính thưa quý vị, đó là nhận định của một vị luật sư có kinh nghiệm chiều dài trong vấn đề ngoại giao, trong vấn đề ban giao, vấn đề chính trị đi nữa. Đã đến lúc ông đưa ra một cái nhận định rõ ràng cần phải hợp lý và có thể nói rằng chúng ta cần phải thay đổi. Chắc quý vị nhớ ông Barack Obama cũng đưa ra tranh cử, ông nói là we got to need to change. Chúng ta cần phải thay đổi. Đó là những cái gì mà với một người đứng sát cánh với ông giáo sư Dương Đại Hải kỳ này. Chắc quý vị biết rằng chúng tôi ở đây không có nói vấn đề discriminate về tuổi tác là gì. Nhưng những người này họ là những người quyết chí và có thể tạo nên cái phương tiện mới cho cộng đồng người Việt chúng ta học hỏi qua cái kỳ tranh cử này. Cảm ơn luật sư rất nhiều vì lần đầu tiên tôi nghe luật sư trình bày một cách rất rõ ràng và cái quan điểm của luật sư có thể nói là không thay đổi. Và hy vọng rằng những cái quan điểm nhận định của luật sư sẽ có cái trường hợp, có điều kiện để có thể diễn đến với tất cả cử tri một cách dễ dàng để họ quyết định cái gì mà xảy ra trong ngày bầu cử tới đây, thưa luật sư. Cảm ơn. Thưa bây giờ là tiến sĩ giáo sư Dương Đại Hải. Chắc giáo sư cũng biết rồi, cái cộng đồng này có thể nói rằng là lẽ nhìn chúng ta không phải là những người đứng bên này để nhìn bên kia, để luôn luôn rình rập lò mò để nói về những này. Nhưng mà chúng ta thấy cái đời sống đi xuống trong cái cộng đồng người Việt chúng ta ở đây. Có thể những vị dân cử bây giờ quý vị lắng nghe chúng tôi nói và quý vị nhìn thấy rõ ràng chúng ta xuống. Quý vị sẽ thấy người Việt chúng ta ngày xưa qua đây với một giấc mơ American Dream, ngày nay cũng rất nhiều người homeless đi đầu đường này chợ nọ. Cái tình trình an ninh, liệu quý vị có đủ can đảm để nói với chúng tôi rằng chúng tôi ở trước cái chức vụ này bao nhiêu năm nay đem lại cái sự an toàn, lợi ích trong đời sống thiết thực của tất cả những người công dân Việt Nam, gốc người Việt gốc Bỉ ở đây không? Thưa không, bây giờ chúng tôi lo sợ. Điển hình nhất là quý vị thấy cái vụ ở trong thương xá Phước Lộc Thọ. Quý vị quen biết trong đó rất nhiều, quý vị luôn luôn cho tiền cho bạc để xây dựng tất cả tái thiết Phước Lộc Thọ. Giờ đây lại đi vào có thể nói là trộm cướp, may họ không có súng ống mà đổ ra mà bắn nổ chết ở trong đó thì sao? Thế thì giáo sư Dương Đại Hải, tôi chỉ có đưa ra những cái nhận định như vậy thôi. Thế ông nghĩ rằng trong những cái vấn đề đó, nếu ông đắc cử vào cái chức vụ này hay là ông tranh cử này, ông sẽ nói gì với tất cả cử tri về cái vấn đề này thưa ông? Cảm ơn ông Đoàn Trọng và kính thưa quý vị, cái quan điểm đó chính là cái niềm gọi là thao thức và trằn trọc của Dương Đại Hải cũng như là những anh em tôi là luật sư Đỗ Đức Hậu. Trước hết tôi phải minh định một lập trường một câu là lý do tại sao hôm nay tôi lại có quyết định ra tranh cử. Thật ra mọi việc đều do người bạn 40 năm của tôi là luật sư Đỗ Đức Hậu. Anh em chúng tôi là những người nhìn cộng đồng, quan sát đời sống của người Việt tị nạn. Và tôi thấy đều ba điều sai. Thứ nhất, chúng ta đến Hoa Kỳ, chắc quý vị đồng ý, từ những người đến năm 1975, rồi những người đến sau cả thập niên 80-90, dù là đi bộ, dù là đi đường biển, dù là vấn đề ODP hay là vấn đề HO, với một mục đích lý tưởng, căn cước tị nạn. Mà nói đến cái căn cước tị nạn là chúng ta phải nói đến cái sự làm sao có thể bảo vệ được chính nghĩa của người Việt công chính. Tôi không dùng chữ người Việt quốc gia, tôi không dùng chữ người Việt cộng sản, tôi dùng chữ người Việt công chính. Người Việt công chính là gì? Là những cái con người nghĩ tha thiết đến tiền đồ của Tổ quốc, cái sự cưu mang anh đánh cho dân tộc. Ông Đoàn Trọng vừa nói, chúng ta nói là một cái xã hội thu hẹp, Little Sài Gòn, đẹp đẽ từ những thập niên 70, 80, 90. Nhưng mà qua đến năm 2000 trở lại đây thì chúng ta phải công nhận cộng đồng này đã bị xé hầu như là tan nát. Căn bản, đại diện cộng đồng có đến 3 ủy ban đại diện cộng đồng người Việt. Trong đó thì cả 3 ủy ban đều là biết tôi hết và tôi thương cả 3 ủy ban. Bởi vì những 3 ủy ban cộng đồng người Việt đó đều là những người có nặng lòng với cộng đồng. Nhưng mà vì cái đường lối của họ làm việc, họ không chịu ngồi lại với nhau. Cái đó là một cái điểm thiếu sót. Cái thứ hai, luật sư Đỗ Đức Hậu nói, chúng ta thấy rằng cái cộng đồng của mình đã bị gọi là cái gì nhỉ? Tha hóa. Tức là đã bị chia năm xẻ bảy, người theo cộng sản, người theo quốc gia, ăn vài tiền cho người ta ăn bữa ăn rồi nó lên nó chửi người ta vào mặt mà vẫn ngồi im để mà cười. Những cái sự kiện đó anh em chúng tôi, những người lớn tuổi, những người đã kinh nghiệm trải qua 4 cuộc chiến từ đệ nhị thế chiến cho đến bây giờ, rồi đảo chính Nhật, rồi chính phủ Trần Trọng Kim, rồi chính phủ Liên Hiệp, rồi Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh đem cộng sản vào Việt Nam, rồi đến thời Ngô Đình Diệm, sau đó là đệ nhị Cộng Hòa.
anh em đã chứng kiến quá nhiều cái cảnh kinh qua đau khổ của dân tộc Việt Nam, mà giờ này tôi lại thấy đang tái diễn ở. Chắc cái câu chuyện của giáo sư rất là có thể nói rằng khán thính giả theo dõi, nhưng mà chắc là giáo sư cho chúng tôi chạy một ít quảng cáo trước xin khi chúng tôi trở lại với câu chuyện của giáo sư. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua Người Việt trong tuần. Trở lại cái vấn đề mà giáo sư Dương Đại Hải vừa đang trình bày bỏ dở. Thưa giáo sư, thế chúng ta nhìn thấy trong những cái thập niên vừa qua, lẽ nhiên chúng ta cũng có một cái áo ấm, mà giáo sư thì muốn là chúng ta có hai cái áo ấm để chống đỡ lại với cơn gió tuyết cũng giống như tất cả cái khí hậu khắc nghiệt ở tại Hoa Kỳ này. Thế thì luật sư thấy rằng những người đi trước luật sư ở cái chức vụ mà luật sư sẽ thay thế, giáo sư sẽ thay thế trong tương lai, họ cần phải giáo sư cần phải thay đổi ở họ những cái điểm gì chính xác nhất này? Thưa ông Đoàn Trọng, như chúng tôi vừa thưa đấy, người Việt chúng ta bây giờ họ ngán ngẩm cái cảnh quê hương mà bị phân tán xé lẻ ở cái cộng đồng này. Ngay cả những người ở xa về họ còn không muốn trở lại thăm. Thậm chí đến nỗi người ta chán nản, người ta đưa ra những câu vẻ bôn xa đất hẹp người đông, thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Quý vị thấy đau khổ như thế không? Thủ đô tị nạn mà đến giờ này nó như vậy. Cho nên ông Đoàn Trọng nói đúng, nếu như tôi được đồng bào tín nhiệm, cần một người để thay đổi. Quý vị nghe ông Đoàn Trọng đã từng nhắc lại câu nói ai? Tổng thống Obama nói rằng we need a change. Chúng ta cần phải thay đổi. Còn luật sư Đỗ Đức Hậu, nguyên nhân mà ông ấy yêu cầu tôi ra tranh cử, anh em 40 năm chưa bao giờ yêu cầu nhau. Đến một hôm ông đến Bảo Hải, bữa nay rảnh anh em mình đi ăn cơm, bảo vâng. Trong bữa cơm ông ta nói một câu rằng lâu nay tụi mình chưa bao giờ bàn vấn đề cần anh em làm cái gì hết, nhưng mà hôm nay tôi chính thức yêu cầu anh phải ra tranh cử. Tôi bảo cung kính không bằng phụng mệnh, nói chuyện theo phim trường cho nó vui. Là vì cái quan điểm anh em chúng tôi từ lâu nay đã ấp ủ rồi, đã cưu mang rồi, đã ấy nấy rồi. Ngay cả ông Đoàn Trọng cũng thế. Cho nên chúng tôi đã vâng lời anh em, vâng lời đồng bào, vâng lời khán giả. Trong suốt 30 năm làm truyền thông của tôi ở đây, thập niên trước tôi đã từng mở Đài Quốc gia Việt Nam. Tôi có hàng triệu khán giả trên toàn thế giới và họ đồng ý tôi nên ra tranh cử. Và bây giờ ông Đoàn Trọng hỏi tôi, bây giờ nếu chúng tôi thay thế những người đang làm thì tôi sẽ làm gì? Dễ lắm. Thứ nhất, tôi sẽ không bao giờ có cái cảnh mà một lúc xây hai tượng Trần Hưng Đạo. Quý vị nhớ, Trần Hưng Đạo là một anh hùng dân tộc đúng. Một tượng đã ở phố Bôn Sa, xong rồi người ta lại còn mò vào trong công viên cách đây 3 mai để cho người ta mở thêm một cái tượng Trần Hưng Đạo nữa. Thì tôi hỏi quý vị, cái hành động đó là một sự không những không xứng đáng niềm tin của đồng bào, mà theo lời luật sư Đỗ Đức Hậu nó không hợp lý. Đấy. Thế xong rồi nếu tôi là giám sát viên, không bao giờ có cái cảnh đó. Thêm vào nữa, chúng ta mỗi một năm có một cái cuộc diễn hành Tết, có một cuộc hội chợ Tết. 15 năm qua, Tổng hội sinh viên của miền Nam Cali, tuổi trẻ họ làm hội chợ Tết tuyệt vời, đưa ra những cái căn chòi tranh với những ngôi nhà lá để tưởng nhớ lại quê nhà. Tại sao lại có một người khác đùng một cái mò vào trong công viên My Square Park mở thêm một hội chợ Tết? Theo lời luật sư Đỗ Đức Hậu, đó là điều không hợp lý. Mặc dù hợp pháp, là vì họ đang có là một cái có quyền của trong một cái cao tí. Rồi, lại thêm một điểm nữa, diễn hành tại sao lại 3-4 tổ chức tranh nhau để mà diễn hành Tết? Thậm chí đến cái độ mà cuối cùng tan nát không thể tưởng, người diễn hành mùng 1, người diễn hành mùng 5. Đó là cái điểm mà chúng ta phải công nhận rằng nghị quyết 36 của Cộng sản họ đã thành công. Vì chính những cái người mà xé lẻ này đã từng đến ngồi ăn cơm với họ, cầm phong bì của họ để mà làm những công việc theo ý nghị quyết 36. Vì Nguyễn Tân Dũng đã từng tuyên bố một câu, khi trước khi mà tên này nó mất cái chức thủ tướng, nó đã đến thủ đô tị nạn, nó đã ngồi với một chủ báo người Việt, nó đã ngồi với họp, và rồi ngồi với những người ở trong cộng đồng. Nó tuyên bố
tôi sẽ dùng hàng tỷ bạc để tôi phá nát cái cộng đồng này. Thì giờ này tôi thấy cộng sản thành công đã 80%. Cho nên ông Đoàn Trọng hỏi, giáo sư, nếu là cương vị giám sát viên, ông làm gì? Dễ lắm. Câu số 1, phục hồi lại cái nghị quyết mà các thành phố ở đây đã tuyên bố loại bỏ cộng sản ra khỏi cái vùng thủ đô tị nạn. Câu số 2, chúng tôi là những người cao niên. Anh Đoàn Trọng, anh Đức Hậu và tôi đều là những người trong lứa tuổi cao niên, mà lâu nay chúng tôi đau khổ vì cao niên ở đây. Lý do, thưa quý vị, có bằng chứng không? Có. Orange County có tất cả 69 trung tâm người già. Dân số của County gọi là 3.200.000 người. Dân số người Việt ở đây là 700.000 người, mà trong đó có 69 trung tâm người già, đa số là người Việt. Tôi đã từng phải khóc với mấy người già khi mà tôi đến thăm họ, vì tôi biết trước sau tôi cũng vào đó. Thì tôi đến thăm họ thì tôi thấy cái gì? Ông Đoàn Trọng có biết tiếng Việt mình gọi là cái bệnh con rời ăn, rời leo không? Dạ vâng. Tôi bế một ông già, khán giả cũ của tôi, 15 năm về trước, bây giờ nói đến là tôi còn nghẹn lời. Ông ở trong nursing home, ông nằm mà y tá nó không có thay đổi ông, nó cứ để cho ông nằm ngửa. Thế xong rồi nước tiểu rồi vệ sinh cá nhân nó hấp hơi làm cho lở cái lưng, thành ra single là rời ăn. Đến lúc mà cái bệnh rời ăn, ông Trọng biết rằng là quý vị biết nó phải đi vòng hết cả con người, trong cái thời gian nó đau đớn không thể tưởng được, ông ta nói rằng tôi còn không khóc nổi giáo sư ơi. Đó, nếu tôi là giám sát viên, tôi phải ra cái regulation, những cái điều lệ để control, kiểm soát lại cái lối operation, điều hành của các trung tâm người già ở đây. Tôi không muốn thấy cái cảnh người già bị cái cảnh đó nữa. Câu số 3, tôi khóc vì người già và tôi khóc vì những người homeless. Nói đến người homeless ở đây giờ này, tôi vẫn còn không cầm được nước mắt, quý vị có biết không? Rất nhiều người, ông Đoàn Trọng nói, nhiều người trẻ tuổi, đẹp trai, đẹp gái, nhiều người đã từng là những danh ca nổi tiếng của một thời, thần tượng của các người tị nạn ở đây và thế giới. Giờ này cô ta đang là một người như mặc chúa ăn mày, lang thang đầu đường xó chợ. Tôi nhìn cô ta nói chuyện, tôi không cầm được nước mắt lại như thế, thưa quý vị. Thế thì nếu tôi là những người mà giám sát viên, tôi sẽ giải quyết vấn đề homeless. Bởi vì tôi được biết ngân sách của liên bang, cái thành County, Orange County, District 1 nó có hàng tỷ đô la mỗi năm. Tôi sẽ dành rất lớn ngân khoản cho vấn đề homeless. Tôi dành rất lớn ngân khoản. Điều thứ ba, lo vấn đề đời sống an sinh của con người dân ở đây. Quý vị đau khổ. Tôi ở đây trên 50 năm, quý vị biết. Những cái khu nhà mô hôm ở đây, cách đây trên 10 năm, 900 một tháng, 700 một tháng. Có nơi có 500 một tháng. Giờ này 1.500, 1.800. Cũng cái đất đó, cũng cái nhà đó, mà những cái người chủ nhân đó là dân Do Thái, nó bóc lột tàn bạo. Vậy mà không có một người nào đưa ra những cái chương trình đó để mà control, giống như Los Angeles. Quý vị biết ở Los Angeles người da đen người ta bên nhau, người da đen mướn nhà nhiều quá, da trắng Do Thái nó tăng nhà, họ ra cái luật liền. Cái thời ông Bradley là cái thời ông thị trưởng người da đen Tom Bradley, ông là một người tuyệt vời. Ông ấy ra cái regulation, rent control, kiểm soát giá thuê nhà, không phải là cứ tự hứng là lên rồi thấy càng đông người thuê càng đắt. Đó là ba điều mà thưa với ông Đoàn Trọng, đầu tiên khi tôi nhận chức giám sát tôi phải làm liền. Vâng, vừa rồi quý vị vừa nghe ứng cử viên giáo sư Dương Đại Hải trình bày một vài vấn đề liên quan đến đời sống cộng đồng người Việt của chúng ta. Lẽ nhiên đây là những cái bước đầu của những ứng cử viên, họ đưa ra những cái chương trình của họ, nhưng chúng ta có quyền nhận xét và chúng ta có quyền phê bình, cũng giống như chúng ta có quyền đồng thuận với tất cả những gì mà ứng cử viên đưa ra. Lẽ bây giờ thì còn quá sớm, nhưng chúng ta không nghĩ rằng là quá sớm để chúng ta nghe, vì chúng ta nghe để chúng ta còn nhiều thì giờ quyết định về vận mạng tương lai của chúng ta khi chúng ta sống trong cái quận Cam này. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Người Việt trong tuần, và chúng tôi sẽ lại với quý vị trong giây lát.
Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua để có cơ hội quý vị gặp gỡ ứng cử viên giáo sư Dương Đại Hải cho chức vụ giám sát viên Địa hạt 1. Thưa ông giáo sư, ông tôi hoàn toàn đồng ý với ông với những cái quan điểm, với những nhận định đường lối và ông đưa ra cho khán thính giả biết cũng giống như cử tri biết. Nhưng tôi muốn hỏi ông một cái câu hỏi rất là đơn giản thôi. Thế khi ông đắc cử chức vụ giám sát viên Địa hạt 1 rồi, liệu ông có cái duy trì một cái người chủ tịch cao Optima lương cỡ khoảng trên 1 triệu đồng một năm không thưa ông Dương Đại Hải? Kính thưa quý vị, thưa ông Đoàn Trọng, cái chuyện đó không những tôi mà bất cứ ai chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của Hoa Kỳ. Đừng nói đến vấn đề chức vụ của một cao Optima là một tổ chức coi về Medicare, tuy rằng họ có đến 30-40 tỷ đô la của chính phủ liên bang. Nhưng mà cái mục đích của họ ở đây không phải giống như là mục đích của một ông Tổng thống Hoa Kỳ lãnh đạo cả 50 tiểu bang và cả thế giới mà lương chỉ có 400.000. Thế thì cái lương mà 700-800.000 đó là một cái chuyện gọi là khoa học giả tưởng. Nó ngoài sức tưởng tượng của con người, có tham nhũng nó cũng không đạt đến cái độ như vậy. Cho nên đối với tôi, bất cứ cái ngành gì, theo Optima hay là cái ngành hành chánh, hay là những ngành housing đấy, nhưng bây giờ có nhiều người nói housing tới để họ giúp cho đồng bào để mà ghi danh để mà xin nhà và họ nghĩ rằng là sẽ được hết. Dạ thưa không, chúng ta phải thật thà một tí. Nếu những người mà Optima thật thà, họ biết rằng cái khả năng của họ không xứng đáng đến 200.000 một năm, chứ đừng nói đến chuyện 700-800.000 đô la một năm. 1 triệu. Dạ thưa với đấy, đấy quý vị thấy ông Đoàn, tôi còn chốt về cái vụ đó mà ông Đoàn Trọng nó 1 triệu thôi được. Tôi chỉ muốn khóc. Vâng. Rồi cái vấn đề gì, tôi chỉ đưa thí dụ thôi. Tôi đã tranh cử, quý vị thấy có nhiều khán giả gọi điện thoại họ khen tôi, bảo giáo sư chúng tôi sung sướng, những người ra tranh cử ở đây khi mà mở những cái bức tường gây quỹ họ đều giao to búa lớn, họ đòi những người đi ủng trợ gọi là VIP, mới là gọi là bảo trợ mà giá đặc biệt loại 1, loại 2, loại 3. Kim cương. À. Từ 2.500 cho đến 5.000 cho đến 10.000. Vào cửa 100 đô la, 150 đô la. Trong khi giáo sư xin vào cửa có 50 đô la. Và nói vấn đề bảo trợ, giáo sư đề chữ tùy hỷ. Thì thưa với quý vị, đó là đường lối của anh em chúng tôi. Ông Hậu và tôi, chúng tôi ra tranh cử không phải vì tiền. Chúng tôi ra tranh cử không phải kiếm tiền cho vợ đi chợ. Chúng tôi ra tranh cử là vì lý tưởng phục vụ tha nhân. Chứ không phải để ra mà ăn trên ngồi chốc rồi kiếm tiền để mà vinh thân phỉ ra. Đó không phải là một con người lý tưởng. Và tôi cảm ơn đồng bào, giờ này người ta tinh mắt lắm. Người ta không còn là cái chữ điệt người Việt Nam ở đây hơn nửa thế kỷ trước. U cả cả rồi ngơ ngơ ngáo ngáo, muốn bịt muốn võ gì. Cho nên ngay cả cái chức vụ 1 triệu đô la một năm như ông Hoàng Trọng nói, người ta không nghĩ rằng người dân người ta nhìn, người ta không nghĩ rằng người dân người ta hiểu, vì đó là đồng tiền xương máu của người dân đóng thuế. Cho nên trở lại cái câu của ông Đoàn Trọng, nếu tôi là một người tranh cử giám sát viên mà thành công thì có để cái chức vụ đó không? Dạ thưa với quý vị, lịch sử không bao giờ lặp lại 2 lần thưa ông. Vâng, cảm ơn. Như vậy là ông sẽ là coi như là không để cái chức chủ tịch cao Optima là 1 triệu đô la một năm phải không? Dạ, thưa không. Nhưng mà ông biết rằng là cái người Việt chúng ta, ông Andrew Đỗ là người giám sát viên đó là cũng bằng lòng với cái tiền đó đó, mà báo chí cũng đang nói đến rất nhiều thưa ông. Dạ. Chứ không phải là người nào khác nữa, người Việt Nam mình đó. Dạ. Thế bây giờ trở lại luật sư. Thưa luật sư, khi luật sư nghe giáo sư Dương Đại Hải nói về tất cả những sự kiện liên quan đến cái cuộc bầu cử của ông, luật sư nghĩ như thế nào? Luật sư muốn nói với tất cả những người hôm nay theo dõi chương trình này, những người cử tri trong tương lai sẽ làm cái gì trong cái cuộc gọi là the so-called, cái cách mạng mới bây giờ này? Thưa nghe là tôi nói chuyện với anh Hải nhiều lần khi mà chúng tôi có nhiều buổi họp. Tôi thích cái chữ người Việt công chính. Khó nhìn chữ quốc gia thì cái cộng sản nó nói là quốc gia mà nói cộng sản. Khi 75 xảy ra 28 tháng 4, tôi đã dùng máy bay của Mỹ bay về Việt Nam. Thì quý vị nhớ cho 2 ngày nữa thì mất nước, mà tôi không biết 2 ngày nữa để về. Đó là mà sau tôi vẫn đi được. Thì sang đây tôi tưởng là tất cả những người tị nạn ở đây đồng đều một tư tưởng là chống cộng,
hay là nhiều tư tưởng để hoạt động với nhau. Nghĩa tôi đã hy sinh làm một thời gian với nước Mỹ, làm một chương trình về cho những trẻ em Mỹ, trẻ em Việt Nam nữa, trẻ em Đông Nam Á từ 16 đến 15 tuổi. Chương trình gọi là Job Corps do Bộ Lao động Mỹ làm. Làm một thời gian thì không có tiền đủ, tôi lại phải viết như thế này, giúp cho USCC làm phó giám đốc một chương trình về tị nạn. Có 5-6 trung tâm để giúp người tị nạn tìm việc, thi cử, mọi cái. Sau đó tôi cũng thấy làm việc không đủ. Chẳng trong với đó thì có nhiều cái chuyện những người các cái dân nữa. Thì tôi lại phải tự học lại, cố gắng học lại và tự luyện. Người ta nói là tu thân. Đó, tu thân và đi học lại để được cử thành luật sư, để dành tất cả cái sự khả năng của tôi và hiểu biết của tôi giúp tất cả một số những người ở đây. Và cái số thân chủ của tôi rất là nhiều. Và tôi có thể nói là tôi là một luật sư mà tính tiền rẻ nhất trong các luật sư đấy. Thưa đến ơi. Bây giờ tôi cố gắng làm như vậy. Thì ra bây giờ tôi thấy là tất cả những cái đó. Và đấy là cái chữ hợp lý mà tôi nói. Tôi đã cố gắng học hỏi. Tôi cũng không có may mắn là khi tôi làm ngoại giao, tôi cũng thì giờ hiểu biết được. Nhưng bây giờ ông học hỏi gì khi ông muốn rằng là ông Dương Đại Hải sẽ trở thành giám sát viên này? Thì đó, thay đổi rất nhiều. Thay đổi rất nhiều. Tất cả cái đó phải ngồi thảo luận với nhau. Nhưng mà ông muốn nói với cử tri thì phải làm sao, tại sao là phải bầu cho ông Dương Đại Hải lúc này thêm một lần nữa này? Thì đó, ông là người, như ông Dương Hải nói, ông là người công chính, ông có tinh thần, ông có khả năng, ông có cái quan trọng mà tôi hay nói với mình là ông có cái tâm. Và tôi cũng là con người có cái tâm để giúp đỡ tất cả những đồng bào ở đây. Để làm cái chuyện đó. Cái tâm rất là quan trọng. Anh biết tên Kiều rồi đấy. Thì thật tâm sự mới đồng bào chưa tài. Thưa ông luật sư, thì thật ra ở trên thế giới nào người nào cũng có tâm hết á, không người nào không có tâm. Nhưng cái tâm của chúng tôi là muốn lợi dụng đàn áp người khác. Cái tâm của tôi là muốn có tiền. Tâm của tôi là muốn đánh bạc đi tất cả những cái người nào mà có cái tiếng nói, có cái lời nói, thì cái tâm đó là tâm xấu thôi. Chứ còn ai cũng có tâm hết. Thưa lại nhiên, chúng tôi thấy là cái thời gian chúng tôi không có nhiều. Hôm nay thì chúng tôi mời sư Dương Đại Hải lên đây để chia sẻ với tất cả những sinh hoạt của cộng đồng người Việt của chúng ta, đặc biệt nhất là trong một cái vấn đề quan trọng mà có thể nói quý vị đang nghe giáo sư Dương Đại Hải nói về những gì, thì quý vị là cái người cuối cùng để đi đến cái quyết định trong tương lai của quý vị. Thế bây giờ chúng ta trở lại một cái vấn đề gọi là cái mai vai mang bị bạc lè kè thì nói quấy nói quá chúng nghe rầm rầm, thì chắc lẽ giáo sư thì hiểu cái đó còn nhiều hơn tôi nữa, thì chắc là cái vấn đề tiền bạc tài chính cho cái cuộc tranh cử này cũng là một trong những yếu tố quan trọng. Thế bây giờ giáo sư đã chuẩn bị cái vấn đề tài chính để cho cái cuộc tranh cử này chưa, thưa giáo sư? Thưa ông Đoàn Trọng, kính thưa quý vị, trong cái vai trò ra tranh cử hay là làm bất cứ công việc gì, sống ngay với cộng sản cũng vẫn là vấn đề thủ tục đầu tiên. Dĩ nhiên anh em chúng tôi ra tranh cử, chúng tôi phải có ngân khoản, nào là in ấn giấy tờ, nào là tổ chức tiệc tùng và đi vận động anh em, rồi có những chương trình truyền hình phải thuê để trả tiền để mà lên mà nói. Và quý vị thấy chúng tôi có tiếng nói hàng tuần ở trên truyền hình nói về bầu cử, rồi lại có cái tiếng nói của chúng tôi lâu nay trên đài VBS về vấn đề thời sự. Thì có bầu cử nó riêng, thì thưa với quý vị, 1000 thứ linh tinh cần phải tiền. Thế thì chúng tôi may mắn, chúng tôi là những cái người luật sư hậu cũng như tôi, cũng như những người anh em yểm trợ tôi, là những người đã lớn tuổi và họ đã thành công trong cuộc đời. Tiền bạc hầu như là vô nghĩa. Cho nên chúng tôi, đồng bào cho nhiều, chúng tôi cảm ơn nhiều. Đồng bào cho ít, chúng tôi cảm ơn ít. Chúng tôi không bao giờ đòi hỏi phải bảo trợ 1500, 2500 đến 5000, mà chúng tôi dùng cái chữ tùy hỷ. Cái chữ tâm mà luật sư Đỗ Đức Hậu nói ở đây là anh em chúng tôi dùng cho cái tâm lượng. Nếu mà cái tâm của ông Đoàn Trọng nói rất đúng, nhưng để dùng cái tâm để mà áp đảo thiên hạ, cái đó là tâm xấu, thì làm sao gọi là tâm lượng. Trong nhà Phật, chúng tôi đã từng nói chuyện với lại Thượng Tọa Thích Minh Tánh. Ngài là một người đã giúp tôi ngộ trong đạo Phật. Ngài nói tôi rằng Ngài ngộ là với chữ buông. Đấy. Vâng. Khi tôi đi sai lời một tí, chúng tôi hết lời, hết giờ như chỉ nói một đề. Cho nên nói tóm lại, cái tâm là cái gì mà chúng tôi để dành phục vụ tha nhân, thương đoàn trọng. Vâng.
Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi tuần này. Đặc biệt một lần nữa, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị ứng cử viên chức vụ giám sát viên địa hạt 1, ông giáo sư Dương Đại Hải. Và bên cạnh đó, luật sư Đỗ Đức Hậu là một trong những người bạn của ông giáo sư Dương Đại Hải, và ông nghĩ rằng ông Dương Đại Hải là người xứng đáng cho cái chức vụ giám sát viên này, theo cái nhận định của luật sư Dương Đại Hải, luật sư Đỗ Đức Hậu. Cảm ơn quý vị. Đó là Người Việt trong tuần, và chúng tôi hy vọng có cơ hội sẽ gặp gỡ lại tất cả những người như ông Dương Đại Hải cũng giống như là ông Đỗ Đức Hậu cùng với quý vị trên màn ảnh truyền hình của đài truyền hình chúng tôi. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có nhiều cơ hội, có thể nói có những ngày cuối tuần thật tuyệt vời. Xin cảm ơn xin ơn trên phù hộ chúng ta. Cao nguyên Gumsan, Hàn Quốc, vùng đất đã từ lâu với những huyền thoại về nhân sanh từ 1.500 năm về trước, là ý của trời, sức mạnh của đất, lòng thành của con người. Thiên, địa, nhân, tất cả đã họp lại thành vua của các loài thảo mộc. Đó là Gumsan nhân sâm, có chất lượng hàng đầu thế giới. FEC International Home Shopping đã cho ra đời những sản phẩm nhân sâm, đặc biệt là dòng sản phẩm hắc sâm thượng hạng như sâm nước cô đặc, hắc sâm lát, hắc sâm linh chi viên, cao hắc sâm linh chi, trà rễ sâm, kẹo hắc sâm sugar free. Đặc biệt, Venus Ginseng, chìa khóa tìm lại tuổi xuân dành cho phụ nữ. Để biết thêm chi tiết hoặc làm đại lý phân phối, xin gọi 714-868-6868.